dính vào đây đã, cho nó đây. Không đâu này, không, tấm này lợn vẫn trượt đi. Nhà Bắc Linh ơi, dính chặt bên đi đi, dính chặt bên đi. Dính vào đây, quấn vào đây. Đi đằng trước à? Quay về đi đằng trước à? Dạ. Không biết quay được chứ bà, không biết quay như này nữa thì làm sao được? Không biết là nó lên lên nổi nhưng mà nó hơi nó chưa lên được, phải lách nó đã. Nào, cầm quay thế này, thế này. Chân rồi, chân rồi, chân rồi, chân rồi, chân rồi. Không, lên luôn này, lên luôn này. Mấy nước kia đâu? Báo trạng đàng hoàng đấy. Đây lại tờ tiền đi. Ta có hẳn một người xem này. Chắc người ta đi qua cái này à? Dưới kia là chưa khởi anh. Qua đây để qua cái này lên thôi. Chỗ hãng lại thí để cho các xóm chuẩn bị đàng hoàng. Nó bắt đầu đi chưa đấy? Chưa. Mày con mẹ à, mày sao mày gọi là nó đi rồi? Từ từ. Vậy thì mình với quân của mình nữa, mình đại đội chúng ta đùng đùng. Mắt em kém em không nhìn được cái gì. Chú Văn Ngại tối nay chú đăng ký. Bài riêng một bài và chung một bài. Chúng ta cũng tức là bà Mai cũng đăng ký và bà Hoa cũng đăng ký, bà Dinh đăng ký bây giờ chính nghe đúng là đạo. Đưa bà Dinh lên đầu tiên. Tổng thánh hiếu mà. Bà nó không, cháu chịu. Chỗ này là cháu chay. Còn nếu như mà nó giãn quá rồi thì thêm vài nữa thì chú cứ xong rồi. Không, hai là được. Hai là được. Hai là thôi thì cả hai. Mắng nhỉ. Là ý nghĩa rồi. Anh Dũng về đội nễ ra đây đi, không có tí rồi lại đi chọn. Lăng hoa này hơi thấp. Đi rồi. Anh Hiếu về ra cái liễu hoa này để cao lên một chút nữa thì có cái đẹp. Lăng hoa cái lăng cao để cao, lăng hoa để cao một chút. Cái gì? Lăng hoa để cao một chút nữa có đẹp. Cái gì? Cầm đèn chạy trước ô tô. Bà ấy phải lo nhiều. Cho bà ấy như nào? Sáu ơi. Sáu đi xe. Cháu ơi, cái quan trọng tiền nhiều không ấy, nhưng mà chữ này đúng là chữ sinh để. Nhanh mày. Bàn này hai. Bao nhiêu chị mượn cái bàn này. Tam ơi, tập trung vào đây nhá. Hãy subscribe cho kênh Nam Trực để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa thi đó củ tiền là cho trao giải thì suốt sáng là chưa trao được. Bảo ơi, tôi này chi từ từ. Đúng rồi, từ từ thôi. Định mức, từ từ. Ào cái này phí khoản không giải quyết đó. Cứ mưa tiền ở đây rồi, trời ơi, rồi. Bên chỗ chỗ làm đấy này thì thường là